Ngày 10 tháng 11, Công an quận 7 đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ 3 người tử vong trong một phòng trọ trên địa bàn. Theo đó, sáng cùng ngày, người dân sinh sống ở dãy trọ đường Lý Phục Mang, phường Bình Thuận, quận 7, thấy phòng trọ của người đàn ông, sinh năm 1991, không mở cửa như mọi ngày, gọi cửa cũng không ai trả lời. Nghi vấn, người dân phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng cùng con gái đã tử vong. Thời điểm đó, trên bếp phòng người đàn ông vẫn đang nấu bắp. Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Qua điều tra, ba nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khí.